Xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đến với bài học đầu tiên trong phần 1 kiến thức IT và từ vựng chuyên ngành Từ bài học này trở đi, các bạn sẽ tập trung học về lý thuyết trong lĩnh vực IT Tại sao phần này lại vô cùng quan trọng đối với IT công tờ? Bởi vì bản thân mình ngày xưa đã từng là một IT công tờ Mình không hề có một kiến thức nền tảng gì về lĩnh vực này Do đó, mình gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình dịch Mình không biết mình đang dịch cái gì Sản phẩm của công ty là gì? Những tài liệu mình dịch ra hay những cuộc họp mình tham gia có ý nghĩa gì, nó thuộc công đoạn nào trong dự án, công đoạn nào để tạo thành một sản phẩm của công ty. Chính vì thế, trong khóa học này, mình rất hiểu được những khó khăn của các bạn khi bắt đầu vào lĩnh vực IT từ con số 0. Do đó, mình cung cấp các kiến thức và những giải thích dễ hiểu từ view của một người có 9 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực IT để các bạn có được những hình dung về công ty về dự án cũng như về công việc mà các bạn sẽ đảm nhận sắp tới. Ở bài đầu tiên này, chúng ta sẽ tìm hiểu tổng quan về ngành phát triển phần mềm. Mục tiêu của bài học đó là hiểu sơ bộ về hệ thống IT, biết được lĩnh vực hoạt động và các sản phẩm của công ty IT, cũng như là nắm được một số khái niệm, thuật ngữ trong ngành. Bài học sẽ có 4 phần chính. Thứ nhất là về hệ thống IT, thứ hai, các bước để xây dựng một hệ thống IT, thứ ba, lĩnh vực hoạt động của công ty IT, và thứ tư, sản phẩm phần mềm của công ty IT. Thứ nhất về hệ thống IT, khái niệm hệ thống IT, IT system. Đây là một hệ thống sử dụng các máy tính, các computer để xử lý các công việc phục vụ cho cá nhân, phòng ban, doanh nghiệp, xã hội hay quốc gia. Các bạn cũng có thể thấy rằng hiện nay IT đang phát triển rất nhanh chóng, từ thành thị đến nông thôn, từ các doanh nghiệp lớn đến doanh nghiệp nhỏ đều bắt đầu ứng dụng các công nghệ, các phần mềm IT vào trong công việc của mình và kể cả cá nhân các bạn, các bạn cũng đang sử dụng những hệ thống IT để phục vụ cho công việc hay là việc học tập của chính các bạn. Hệ thống IT ở mức độ cá nhân, nếu bạn có một máy tính để bàn hoặc một laptop, như vậy là bạn đang sở hữu một hệ thống IT. Còn với doanh nghiệp sẽ cần một máy chủ và kết nối với các hệ thống con. Đó chính là hệ thống IT của doanh nghiệp. Ví dụ, doanh nghiệp lập kế hoạch tài nguyên doanh nghiệp, hệ thống này còn được gọi là ERP Enterprise Resource Planning. Thì trong hệ thống này sẽ gồm các hệ thống IT nhỏ là quản lý nhân sự nội bộ là HRM, HRM hoặc là quản lý khách hàng CRM, CRM Thì thông thường cái mục tiêu thành lập các doanh nghiệp sẽ là để sản xuất hoặc là để kinh doanh một mặt hàng nào đấy Và các doanh nghiệp thì đều có nhân sự trong đó Với những doanh nghiệp lớn thì họ sẽ cần những cái hệ thống như thế này để quản lý nhân sự cũng như là quản lý khách hàng và tùy quy mô doanh nghiệp có những doanh nghiệp sẽ quản lý về KPI, về các cái chỉ tiêu chỉ số kinh doanh của nhân viên. Nếu không có hệ thống IT thì sẽ phải quản lý bằng gì ạ? Sẽ phải quản lý bằng giấy tờ, hồ sơ đúng không ạ? Thế nhưng mà quy mô các doanh nghiệp càng ngày càng lớn cũng như là những lượng công việc mà các doanh nghiệp phải xử lý càng ngày càng tăng, do đó là cần phải có những hệ thống IT để phục vụ cho các công việc đó. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu một hệ thống IT thì gồm có những thành phần như thế nào. Và như hình vẽ ở đây nó sẽ gồm 5 thành phần chính. Các bạn có thể nhìn từ dưới lên ở hình ảnh bên phía tay phải. Đó là từ hardware là phần cứng, chính là những cái máy móc, những cái thiết bị máy tính. Sau đó là operating system, tức là hệ điều hành để cho các cái phần cứng và phần mềm trong máy tính có thể chạy được. Tiếp theo là software, software chính là các phần mềm. Và database là cơ sở dữ liệu tức là nơi để lưu trữ các thông tin, dữ liệu của cả phần cứng và phần mềm. Và ở đây có hai hình song song với nhau thì các bạn có thể thấy đây là hai hệ thống IT. Nó kết nối với nhau bằng gì ạ? Bằng computer network, đó chính là mạng, có thể là mạng LAN hoặc là mạng Wi-Fi hoặc là mạng dây. Thì nhờ cái network cái mạng này có thể kết nối phần cứng phần mềm giữa các máy tính với nhau. Tiếp theo mình xin đi vào phần giải thích chi tiết cho từng bộ phận từng thành phần trong hệ thống IT, ví dụ hardware phần cứng. Đó chính là các thiết bị, các device mà sờ dụng được, ví dụ như là máy tính hay là ổ cứng hay là con chuột thì tất cả đều là phần cứng, các thiết bị. Software phần mềm, đó là các chương trình máy tính. Ví dụ, trong máy tính của chúng ta sẽ có phần mềm về Office để chúng ta có thể sử dụng được Word, Excel hay là PowerPoint. Đây chính là những cái phần mềm mà chúng ta không sờ đụng được Thứ ba là Operating System là OS hệ điều hành để giúp các phần cứng và phần mềm có thể chạy được. Thứ tư là Network, mạng máy tính. Ví dụ như là Network Card, Cable, Wireless hay là Device Driver, tất cả đều thuộc về mạng Network, mạng. Và thứ năm là Database, cơ sở dữ liệu. Thì đây chính là nơi để lưu trữ và cung cấp dữ liệu cho phần mềm. Vậy các bước để xây dựng một hệ thống IT như thế nào? Đầu tiên sẽ phải kết nối các phần cứng với nhau đúng không ạ? khi bạn mua một cái máy tính về thì bạn cũng cần phải kết nối Ví dụ thông thường như là laptop thì nó gói gọn ở trong chiếc máy tính cầm tay rồi Còn nếu bạn mua một máy tính để bàn thì bạn phải kết nối cái cây với cả màn hình và với bàn phím cũng như là con chuột với nhau đúng không ạ? Thì bước 1 chính là kết nối phần cứng Bước 2 là cài hệ điều hành Thì tùy theo thiết bị phần cứng mà bạn mua về thì bạn cần phải cài cái hệ điều hành nó phù hợp với cái máy tính cái chương trình mà mình sử dụng Bước 3 là cài đặt cơ sở dữ liệu để lưu trữ các thông tin trong máy tính của bạn. Và bước 4 là xây dựng phần mềm. Ví dụ như là xây dựng phần mềm Microsoft hoặc là xây dựng những cái phần mềm mà bạn cần phải sử dụng trong máy tính của bạn. Ví dụ bạn muốn sử dụng phần mềm tiếng Việt Unicase thì bạn cũng sẽ phải cài đặt nó lên máy tính. Tiên, bước xây dựng phần mềm này ở đây thì có thể bạn là người dùng bạn sẽ không biết cách xây dựng mà mình sẽ là cài đặt thôi ạ. Và ở đây xây dựng phần mềm sẽ có những công ty riêng Họ tiến hành công việc này Và bước 5 Đấy là triển khai phần mềm Tức là sau khi xây dựng phần mềm Thì sẽ triển khai Tức là cài đặt vào máy tính của bạn Ở đây bước 4 và bước 5 Tức là xây dựng, phát triển Sản xuất ra cái phần mềm đấy Và triển khai cái phần mềm đấy Lên máy tính hoặc các thiết bị của bạn sử dụng Đấy là công việc của các công ty phần mềm Và các công ty phần mềm này Chính là những công ty mà sẽ Tuyển dụng bạn Như ở bài học trước mình đã chia sẻ là các công ty phần mềm thì phần lớn gồm các công ty gia công phần mềm và những công ty này thì làm việc với các khách hàng ở các nước khác nhau trong đó khách hàng Nhật Bản chiếm phần lớn và các bạn IT công tờ, các bạn sẽ làm việc ở các công ty phần mềm các công ty đấy sẽ thực hiện hai bước cuối ở trong một công đoạn xây dựng hệ thống IT đó chính là xây dựng phần mềm và triển khai phần mềm tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu lĩnh vực hoạt động của công ty IT. Như phần chia sẻ vừa rồi thì các bạn cũng đã hiểu qua một chút về lĩnh vực của công ty IT, đấy là phát triển phần mềm. Nhưng ngoài ra, các công ty IT còn nhiều lĩnh vực khác nhau. Các sản phẩm của công ty IT bao gồm: hardware là những phần cứng, software là các phần mềm hoặc là các dịch vụ khác. Giống như các thành phần trong một hệ thống IT thì các bạn có thể nhìn ra các sản phẩm của các công ty IT này đúng không ạ? Với phần cứng thì Công ty sản xuất và kinh doanh các thiết bị như là máy tính để bàn, laptop hoặc là các cái thiết bị đi kèm với máy tính để bàn hoặc là laptop thì chính là những công ty kinh doanh về sản phẩm hardware hoặc là kinh doanh về mạng máy tính, ví dụ như những cái dây wifi kết nối chẳng hạn hoặc là wireless hoặc là những cái cáp cũng chính là các sản phẩm của công ty về phần cứng. Còn công ty phần mềm, software thì sản phẩm của những công ty này chính là các phần mềm là những thứ không sờ đụng được mà chúng ta cài đặt lên các máy tính để chạy. Ví dụ công ty Microsoft Office cung cấp các phần mềm về Office để chúng ta sử dụng Word, Excel, PowerPoint hoặc là công ty Casper Sky là công ty cung cấp các cái phần mềm để diệt virus hoặc ví dụ như là Shopee Food, Tiki cũng là những công ty phần mềm. Tuy nhiên họ sẽ hơi khác một chút, đấy là họ sản xuất ra các cái sản phẩm phần mềm và dựa vào đó để kinh doanh các dịch vụ khác trên phần mềm đấy và một số sản phẩm khác dịch vụ khác trong các công ty it đó là dịch vụ hạ tầng hoặc là dịch vụ nền tảng thì phần này các bạn chưa cần quan tâm trong công ty phần mềm thì cũng có hai dạng công ty phần mềm chính đó là công ty sản xuất phần mềm và công ty gia công phần mềm công ty sản xuất phần mềm hay còn gọi là công ty product công ty gia công phần mềm hay còn gọi là công ty outsourcing công ty sản xuất phần mềm là công ty phát triển sản phẩm phần mềm để sử dụng hoặc kinh doanh sản phẩm đó tức là tự phát triển sản phẩm từ khâu đưa ra ý tưởng đến khâu sản xuất và triển khai kinh doanh sản phẩm đó ví dụ như là shopee họ tự phát triển sản phẩm phần mềm đó là ứng dụng shopee mà các bạn hay dùng để đặt hàng sau đó là họ kinh doanh trên sản phẩm đấy tức là họ cho các shop vào đăng ký thành viên và bán hàng trên đấy sau đó là họ thu các cái phí kinh doanh hoặc là phí vận hành trên ứng dụng shopee của họ hay là viettel họ đã phát triển ra ứng dụng viettel money và cho phép người dùng có thể thanh toán các dịch vụ điện nước hoặc là học phí cũng như là các hoạt động chuyển tiền thông qua ứng dụng của họ. Hoặc là One Office, họ phát triển ra các ứng dụng, các phần mềm để quản lý nhân sự hoặc là quản lý các tài nguyên của doanh nghiệp. Thì đây chính là công ty sản xuất phần mềm. Họ phát triển sản phẩm dựa trên ý tưởng của chính họ và để kinh doanh dựa trên sản phẩm phần mềm mà họ phát triển ra. Còn công ty gia công phần mềm là gì ạ? là các công ty phát triển hoặc là bảo trì chức năng hoặc phần mềm theo nhu cầu của khách hàng. Ví dụ, một trường học ABC, họ muốn có một ứng dụng để quản lý thành tích của học sinh trong trường và các phụ huynh lên đó có thể xem được thành tích của mình, thay vì việc là nhà trường sẽ phải quản lý trên Excel và mỗi một đợt họp phụ huynh hoặc là cuối học kỳ sẽ phải in ra giấy để phát cho phụ huynh thì họ muốn có một ứng dụng để tiết kiệm những cái tài nguyên giấy nên là họ đặt hàng công ty it công ty phần mềm phát triển cho họ ứng dụng đấy và họ đưa ra các yêu cầu cho công ty phần mềm thực hiện theo thì những cái công ty mà tiếp nhận những cái yêu cầu đấy yêu cầu của khách hàng và phát triển dựa theo yêu cầu đó chính là công ty gia công phần mềm những công ty này thì họ thường là phát triển dựa theo yêu cầu của khách hàng chứ không phải yêu cầu của họ có ví dụ như là fpt họ xuất thân là một công ty gia công phần mềm hay cmc cũng vậy là một công ty gia công phần mềm, họ bắt đầu bằng việc là tiếp nhận yêu cầu của khách hàng và phát triển nó thành một sản phẩm phần mềm. Và khách hàng thì có thể là khách hàng trong nước hoặc là khách hàng nước ngoài, ví dụ như là Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc châu Âu hoặc là Mỹ hoặc là công ty Sam Thị là một công ty của Nhật Bản. Tuy nhiên, họ cũng phát triển dịch vụ gia công phần mềm và đặt trụ sở tại Việt Nam để tuyển dụng các kỹ sư Việt Nam thực hiện công việc này cho họ với các khách hàng Nhật Bản. Hiện tại thì fpt hay cmc hoặc là san thị thì họ cũng đã có những sản phẩm riêng của họ tức là họ cũng làm thêm cả mảng product và số lượng các công ty gia công phần mềm ở việt nam hiện tại thì đang nhiều hơn số lượng công ty sản xuất phần mềm và có một câu chuyện muốn chia sẻ với các bạn rằng trong quá trình mình làm nhân viên tuyển dụng cho các vị trí it thì mình cũng có tiếp xúc với các kỹ sư it thì nhiều người chia sẻ rằng họ muốn làm cho các công ty product hơn bởi vì các công ty product sẽ trả lương cao hơn cũng như là nếu mà join vào các dự án của các công ty product, công ty phát triển sản phẩm thì các kỹ sư IT sẽ được học hỏi từ đầu đến cuối các công đoạn để tạo ra sản phẩm. Từ công đoạn lên ý tưởng cho đến tạo các tài liệu, đặc tả, yêu cầu, thiết kế sản phẩm rồi phát triển sản phẩm và được lắng nghe những cái phản hồi feedback của user về sản phẩm của mình thì đấy là niềm hạnh phúc và cái sự tự hào của người kỹ sư khi làm việc tại các công ty làm về sản phẩm. Tuy nhiên, cũng có những kỹ sư khác họ muốn làm việc ở công ty outsourcing, công ty gia công phần mềm. Bởi vì nếu như ở công ty làm sản phẩm thì có thể là 2 đến 3 năm hoặc là suốt trong quá trình làm việc tại công ty đấy bạn chỉ được làm việc trong một dự án, một sản phẩm bởi vì một sản phẩm đấy là sản phẩm kinh doanh xuyên suốt của công ty thì bạn sẽ chỉ xoay quanh sản phẩm đó thôi nhưng nếu làm công ty gia công phần mềm thì yêu cầu khách hàng thay đổi hàng ngày bạn có nhiều khách hàng khác nhau ví dụ khách hàng về mảng tài chính ngân hàng khách hàng về mảng giáo dục khách hàng về mảng y tế mỗi một mảng khác nhau bạn sẽ được học hỏi về một nghiệp vụ khác nhau và được ứng dụng nhiều công nghệ kỹ thuật khác nhau do đó là mỗi một môi trường sẽ có những lợi thế và những ưu điểm để mỗi người kỹ sư hoặc các nhân viên có thể học hỏi nhưng có một điểm mình nhận thấy là hầu hết các công ty product công ty làm về sản phẩm thì sẽ trả lương cao hơn các công ty outsourcing. ở các công ty outsourcing, công ty gia công thì có một số công ty với những cái vị trí mà quan trọng hoặc là những cái vị trí mà đòi hỏi kinh nghiệm cao thì họ cũng sẵn sàng trả lương cao. tuy nhiên với các công ty làm sản phẩm thì là sản phẩm của chính họ và họ kinh doanh trên sản phẩm đấy. Ê, có lẽ vì thế mà họ có lợi nhuận tốt, doanh thu tốt nên là họ trả lương cao hay chăng? hoặc có thể là vì họ tuyển dụng số lượng vừa phải chứ không ồ ạt ào ạt thế nên là cái chi phí đấy họ có thể tối ưu cho lương của nhân viên đây chỉ là những ý kiến của cá nhân mình trong quá trình bạn lựa chọn công việc tóm lại công việc nào mà bạn có thể phát triển bản thân được và thu nhập tốt thì bạn lựa chọn còn công ty làm sản phẩm hay là công ty gia công thì nó cũng không quá liên quan tới vị trí it com tờ của bạn và có một người sếp cũ của mình một người sếp người nhật đã nói với mình rằng làm công ty product công ty sản xuất hay là công ty ao sọt, công ty gia công thì quan trọng nhất đấy là mindset, là tư duy của bạn. Dù làm ở công ty nào bạn cũng giữ mindset, sản phẩm này là sản phẩm của tôi. Bạn làm với tinh thần làm chủ, chủ động và hết lòng vì sản phẩm thì bạn đều được đánh giá cao và bạn sẽ tăng được giá trị cho mình. Tiếp theo, các sản phẩm phần mềm của công ty IT. Sản phẩm phần mềm của công ty IT thì có 3 loại sản phẩm chính. Đó là phần mềm hệ thống, phần mềm lập trình và phần mềm ứng dụng. Phần mềm hệ thống ví dụ như là hệ điều hành hoặc là BIOS. Phần mềm lập trình thì có thể là tập hợp các cái công cụ để tạo, sửa chữa hoặc là bảo trì các phần mềm. Còn phần mềm ứng dụng, đây chính là cái sản phẩm chính mà các công ty về phần mềm hay thực hiện. Phần mềm ứng dụng chính là những chương trình được thiết kế để đảm nhận một chức năng cụ thể và cho phép người dùng thao tác phần mềm ứng dụng ví dụ như là ứng dụng Shopee mà các bạn sử dụng trên điện thoại hay ứng dụng GrabFood các bạn sử dụng, ứng dụng Tiki, ứng dụng Vinmart, ứng dụng ngân hàng như là ngân hàng Techcombank, ngân hàng Vietcombank, các bạn sử dụng những cái app ngân hàng e-banking của họ thì cũng chính là các phần mềm ứng dụng. Phần mềm ứng dụng chính là một chương trình máy tính nó có thể chạy trên mọi thiết bị điện tử, ví dụ như là máy tính, laptop hay là smartphone hoặc là iPad và đây chính là các chương trình dành cho người dùng cuối vậy người dùng cuối là gì các bạn nghe thấy mình nói đến người dùng cuối cũng như là user end user nhiều rồi đúng không ạ thì đây chính là những người cuối cùng sử dụng dịch vụ hoặc là sẽ sử dụng dịch vụ hoặc sản phẩm đã mua người cuối cùng sử dụng không có nghĩa là người này là người cuối cùng sử dụng và tiếp theo sẽ không có ai sử dụng nữa mà là trong quá trình phát triển phần mềm cái người cuối cùng sẽ sử dụng phần mềm này đó chính là người dùng người dùng cuối bởi vì khi phần mềm phát triển ra thì sẽ có tester sử dụng nhưng họ sử dụng với mục đích là kiểm tra phần mềm hoặc là khách hàng những người yêu cầu bạn phát triển cái sản phẩm đó họ cũng sử dụng nhưng cũng sử dụng với mục đích là kiểm tra các chức năng đã hoạt động ổn hay chưa còn người chính thức sử dụng cái ứng dụng đó để đáp ứng cái nhu cầu của họ và họ thao tác thật sự trên đó thì chính là người dùng cuối những người này không có khả năng về kỹ thuật không liên quan gì đến dự án phần mềm của bạn và người ta cần các dịch vụ khách hàng Người dùng cuối có thể là bạn, là tôi khi sử dụng một ứng dụng nào đó, hoặc có thể là những phụ huynh học sinh, hoặc chính là học sinh khi sử dụng cái ứng dụng về giáo dục mà nhà trường phát triển ra để các bên có thể nắm được thành tích của học sinh cũng như là các kết quả của học sinh, thái độ của học sinh trên trường học. Đấy là những người dùng cuối. Những phần mềm ứng dụng thì có nhiều chức năng khác nhau, tùy theo yêu cầu của khách hàng, của người dùng. Ví dụ có thể là ứng dụng để phân tích dữ liệu hoặc quản lý thông tin, hoặc quản lý dự án, hoặc quản lý về kế toán, quản lý tài chính, hoặc quản lý nhân sự, hoặc để phát triển trang web, hoặc là hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, hoặc quản trị quan hệ khách hàng, hoặc là các ứng dụng kinh doanh có rất nhiều chức năng. Và để sử dụng các ứng dụng này thì rất đơn giản. Nếu bạn sử dụng các thiết bị điện thoại thông minh như là iPhone, iPad thì các bạn có thể cài ứng dụng, cài app. Điều này chắc các bạn cũng đã quen rồi. Hoặc là cài app vào máy tính. Ví dụ như Zalo, bạn cài Zalo lên máy tính, bạn cũng có thể sử dụng được hoặc là cài lên điện thoại bạn có thể sử dụng được. Tuy nhiên, ở máy tính ấy thì bạn cũng có thể sử dụng bằng cách là truy cập vào một cái link web mà không cần cài đặt. Tuy nhiên, nếu mà cài đặt thì bạn sẽ dùng tiện lợi hơn. Tiếp theo, bạn sẽ được tìm hiểu về khái niệm web app và mobile app khác nhau như thế nào. Ở đây app chính là viết tắt của application, ứng dụng. Ví dụ, ứng dụng Shopee hay là ứng dụng GrabFood mà bạn sử dụng ở trên điện thoại đó chính là một application còn web chính là viết tắt của website website là những trang web ạ còn mobile là điện thoại hoặc là các cái thiết bị thông minh như là ipad tablet web app hay là web application chính là sử dụng các chức năng của app ở trên nền tảng web vậy thì web app khác với website như thế nào website chắc hẳn là một cái tên một cách gọi quen thuộc mà bạn thường nghe thấy website thông thường thì bạn chỉ có thể đọc được các thông tin và thao tác đơn giản trên đó, ví dụ như là chuyển sang trang khác hoặc là đóng trang, mở trang. Nhưng web app hay web application thì bạn có thể thao tác trên đó, bạn có thể bấm nút hoặc là thực hiện các lệnh mua bán điều khiển trên đó, ví dụ những trang web mà bạn có thể thanh toán trực tiếp trên đấy chính là web app. Còn những trang web mà bạn chỉ lên đó đọc được thông tin thôi, không thao tác được gì hơn ngoài việc chuyển trang, đóng trang thì đó là website. Tiếp theo, mobile app hay còn gọi mobile application là gì? Đây chính là việc sử dụng app ở trên mobile. Vậy sự khác nhau giữa web app và mobile app là gì? Web app là phần mềm ứng dụng được khởi chạy bằng công nghệ web và trình duyệt web, còn mobile app là ứng dụng phần mềm chạy trên smartphone, máy tính bảng và một số thiết bị di động khác. Một bên là chạy trên web, một bên là chạy trên các thiết bị điện thoại, thiết bị di động. Thứ hai, Web app thì người dùng không cần cài đặt, chỉ cần truy cập trình duyệt web là có thể sử dụng phần mềm. Còn với mobile app thì người dùng bắt buộc phải cài đặt để sử dụng ở trên mobile và các thiết bị di động. Tuy nhiên, với các thiết bị di động, thiết bị điện thoại của bạn, bạn không muốn cài mà muốn sử dụng luôn thì bạn cũng có thể vào các trình duyệt web ở trên điện thoại của bạn để sử dụng. Ví dụ như là Safari hoặc bạn cài đặt trình duyệt Chrome ở trên điện thoại của mình và bạn vào cái link truy cập của phần mềm ứng dụng, bạn cũng có thể sử dụng được tuy nhiên một khi đã có phiên bản app thì bạn cài app trên các thiết bị này sử dụng sẽ dễ dàng hơn mượt mà hơn như vậy bài học này các bạn đã được tìm hiểu về hệ thống it về các bước để xây dựng một hệ thống it lĩnh vực hoạt động công ty it và sản phẩm phần mềm của công ty it đây là những kiến thức vô cùng hữu ích cho bạn để bạn biết công việc sắp tới của bạn cần làm gì trong một môi trường như thế nào và sản phẩm mà công ty bạn tạo ra là gì Trước đây, 2 năm đầu khi làm việc với vai trò là IT counter, mình chỉ có thể trả lời rằng mình làm việc tại công ty IT. Người ngoài hỏi về lĩnh vực mà công ty mình làm, mình cũng không giải thích được, bởi vì mình có biết, có hiểu gì đâu. Chính vì thế, mình đã gặp khó khăn trong quá trình biên phiên dịch tại dự án. Sau đó, 2 năm sau, tiếp xúc và va vấp nhiều thì mình đã hiểu được dự án mình làm gì và vai trò Biên phiên dịch của mình có ý nghĩa như thế nào, các công đoạn dự án ở đâu, vai trò của từng thành viên trong dự án là gì, nhờ vậy mà công việc của mình đã suôn sẻ hơn. Hy vọng rằng những bạn chưa biết phải bắt đầu từ đâu, hãy nắm chắc các thông tin, những bài học mà mình chia sẻ trong khóa học này để hiểu về công việc mình làm và áp dụng hiệu quả cho công việc biên phiên dịch của mình tại dự án. Và buổi học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn.